Nói Du đi xem phim công phu hay không? Có thế không? Là bình thường. Bình thường á? Con đang ngủ lúc nào? Ngủ một tí. Ngủ gật rồi. Tụi em phim. Khỏi đó. Vâng. Chán quá. Lúc này con ngủ một tí nhưng mà các em không biết rồi. Ừ. Mẹ còn ngủ. Con... em ngủ. Nếu mà nó bộ tay vỗ tay mà riêng ngủ riêng nhớ tại con mẹ bạn này đáng yêu nhỉ, nó xem phim xong nó biết vỗ tay. Chú vỗ tay không? Ô đáng yêu. Ơ ơ cái này của bố à? Ừ sao cái gì điêu à? Ừ điêu đấy, Pokemon, Pokemon đấy. Đâu? Pokemon TV ở ngày xưa em có một kênh là Tùng, cái Tùng TV ấy gì? Cụ Tùng TV. Ừ. Nhìn nhèo nhèo. Bạc đê rồi. Mà nhìn nó sạch lắm. Ảnh sạch nha. Trong mắt. Ồ, bố. Con bị rơi nhỉ. Úp cái thìa nó xuống, nó không bị rơi. Cứ để anh nửa lên chẳng đi. Nó là như kiểu viên bi ấy. Đúng. Ai ai còn vẽ viên bi rồi. Đấy là biện pháp so sánh. Mắt mèo như những viên bi đấy là viên bi so sánh đấy.